Rồi chúng ta chuyển qua nói tới AI đi Thì chúng ta cũng đã biết là Elon Musk cùng với lại co-founder của Apple là Steve Wozniak Và cùng với lại 13.500 những người mà đại diện cho thị trường công nghệ đó Thì họ đã lên tiếng ký một lá thư Lá thư này nói là tất cả đồng lòng để mà ngưng phát triển AI Tại vì cái trí tuệ nhân tạo Đã phát triển quá nhanh Và những công ty này đó, giống như là Microsoft, Google à, Chúng ta nói tới Facebook Cũng tham gia vào, Alibaba cũng tham gia vào Mọi người đi muốn làm cho AI của mình Mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn Và chúng ta thấy được AI cứ mạnh, mạnh như vậy hoài Thì đến một lúc nào đó nó sẽ có những sự nguy hiểm Tại vì chúng ta vẫn chưa có rõ Là luật AI sẽ ra sao AI được làm gì và không làm gì Cái mã nguồn AI sẽ như thế nào Và AI có thật sự dẫn đến những cái nguy hiểm như chúng ta xem phim như là phim ngày thần thế hay là không thì ngưng 6 tháng để có thể tìm hiểu kỹ trước khi mà dòng tiền tiếp tục phát triển thì đó là cái lá thư mà thường đã từng nói đến rồi và được ký tên rất nhiều người nhưng mà không phải ai cũng đồng ý đâu các bạn chúng ta thấy được là một trong những người mà không đồng ý đó chính là Bill Gates Bill Gates nghĩ là đây là điều cũng không giải quyết được gì đâu cái mà Bill Gates lo lắng nhiều hơn đó không phải là ai nguy hiểm hay là không đương nhiên Bill Gates nghĩ là chúng ta cũng có những cái sự nguy hiểm cho ta cần phải đề phòng nhưng mà trên căn bản đó nếu như mà chúng ta ngừng như vậy thì nếu như mà đối thủ chúng ta không ngừng thì chẳng khác gì chúng ta lại bị trì hoãn 6 tháng và có thể sẽ khó cạnh tranh sau này. Tập luận này cũng không hẳn là không có lý đâu các bạn, tùy theo các bạn nhìn vào góc cạnh nào mà thôi. Có thể là nhiều bạn nghĩ là nghĩ như vậy thì cảm thấy là quá ích kỷ. Nhưng mà có thể nhiều người người ta đầu tư vào Microsoft, người ta đầu tư vào Microsoft tại vì người ta có lòng tin với ChatGPT. Nếu như mà ChatGPT nghĩ không có cạnh tranh với những cái công ty khác trong vòng 6 tháng mà những công ty khác mà âm thầm tiếp tục phát triển thì sau này sẽ như thế nào có thể chat GPT sẽ bị trì hoãn 6 tháng và sẽ không theo kịp cho nên đó là cái nguy hiểm mà bill Gates phải suy nghĩ đến thường chia sẻ câu chuyện này thứ nhất là tại vì chúng ta đã biết là thường nghĩ cái mối quan hệ giữa ai và crypto như thế nào crypto đã kết nối với ai đó là chuyện sớm hay muộn mà thôi tại vì ai sau này cũng sẽ tham gia vào thị trường tài chính và cái mà ai di chuyển đó chính là crypto của bạn chứ không lẽ là giữ tiền mặt cho nên crypto là chuyện hiển nhiên đối với ai mà thôi nhưng mà điều mà khác nữa đó là thường có đọc một cái comment của một bạn thì cũng giống như là thường thường chia sẻ với các bạn đó chính là lý thuyết game theory À, đó cũng là lý do tại sao mà bitcoin cứ tồn tại nơi này qua năm nọ chúng ta hay được là ai cũng nói nhưng người mà không thích thì trường này họ nói là uh, bitcoin sẽ bị cấm bởi chính phủ nhưng mà tại sao tới bây giờ vẫn không cấm nhưng mà thật ra bây giờ cấm cũng không được các bạn khi xưa cách đây nhiều năm có thể là họ có khả năng để mà làm ngưng sự phát triển của thị trường này chúng ta sẽ vẫn có thị trường chợ đen nhưng mà bây giờ đã quá trễ rồi Lý do là tại vì bất cứ cái gì mà mang đến lợi ích ấy, thì mọi người sẽ không đồng lòng các bạn Chúng ta sẽ thấy được là đối với là crypto đó thì cũng tương tự như suy nghĩ của Bill Gates và suy nghĩ của Elon Musk Có một số người nghĩ là nên cấm crypto để mà bảo vệ tiền pháp định, để mà bảo vệ những gì chúng ta đang có nhưng mà có một số người khác, những quốc gia khác thì họ nói là đương nhiên anh muốn bảo vệ rồi, anh là một quốc gia giàu có, một quốc gia lớn Nhưng mà tôi là một quốc gia mà đang nghèo hay là tôi là một quốc gia mà đang trên đường phát triển thì đương nhiên anh không muốn chúng tôi đuổi theo rồi giống như chúng ta nói theo sau rồi đi thì đương nhiên họ sẽ không cấm mà sẽ chào đón cho nên chúng ta thấy được là cho dù những quốc gia đồng lòng đi nữa đó thì cũng không hẳn đâu làm sao mà hoa kỳ biết được giả sử như hoa kỳ muốn cấm crypto rồi ở châu âu đi chúng ta có nước đức họ nói là họ sẽ cùng hoa kỳ cấm crypto nước ý cũng vậy mọi người đều nói như vậy nhưng mà làm sao mà những cái quốc gia này họ chắc chắn là những quốc gia kia không có âm thầm cho crypto để mà lôi kéo hết những công ty đối với gia của họ để mà lôi kéo hết những người có tài đối với gia của họ rồi đùng một cái họ nói là bây giờ chúng tôi hoàn toàn chấp nhận crypto thì những cái quốc gia mà cấm nó họ đã bị theo sau rồi vì lý do đó nó không cấm được các bạn tại vì ngoài chữ BDC phi tập trung ra chúng ta thấy được là những quốc gia cũng sẽ không có đồng đồng đâu tại vì cái sự tham lam và sợ hãi và ganh tị nó vẫn sẽ tồn tại ở người với người quốc gia với quốc gia <laughs> và nếu các bạn à, hỏi chính phủ hoa kỳ liên quan tới ai thì ra sao thì chúng ta thấy được là tổng thống joe biden à, đã có một cái cuộc họp với những chuyên gia công nghệ rồi à, sau khi họp đó người ta hỏi tổng thống joe biden à, nghĩ sao về ai thì tổng thống joe biden nói là vẫn còn phải xem liệu ai có nguy hiểm hay không trong khi mà chúng ta thấy là hỏi tới crypto là ồ oh, crypto chắc chắn là nguy hiểm các bạn nhưng mà ai thì để xem lại đây là lý do gì các bạn vì họ nghĩ crypto muốn lấy đi những gì mà họ đang có còn ai thì không phải ai là cái gì đó cũng có thể nguy hiểm nhưng mà đó là chuyện sau này còn crypto crypto là bây giờ cho nên bây giờ là cần phải ngăn chặn ngay lập tức trong khi mà crypto đã có nhiều năm rồi thì sau này cũng như vậy à, khi mà tới ngày nào đó mà chính phủ của khắp nơi quan tâm đến ai à, thì có thể cũng đã quá trễ rồi các bạn và chúng ta cũng đã thấy được là sự thật đó crypto bitcoin không phải là đối thủ của đồng đô la mà chính là cái sự in tiền chính là cái quyết định liên quan tới thống tiền tệ dẫn đến là nhiều quốc gia bây giờ họ muốn à, có một cái sự độc lập liên quan tới đồng đô la và ai đó thì thuận có đọc một cái thuyết này cũng khiến cho thuận suy nghĩ khá là nhiều các bạn à đây là một cái thuyết đó nói về cái sự lan tỏa của ai như là dịch bệnh gì đó Chúng ta cứ nghĩ đến dịch bệnh từ xưa tới giờ có nhiều dịch bệnh đã xảy ra và khi mà lan tỏa thì lan tỏa rất là nhanh và những con virus đó nó cứ liên tục sinh sôi nảy nở rồi nó cứ nhân đôi nhân đôi ra chúng ta không thể ngăn cản được cho nên mới dẫn đến là mỗi lần mà có dịch bệnh lại là một chuyện lớn như vậy dẫn đến nhiều cái sự đau lòng các bạn Thì người này ở trên Twitter đó chính là Javi Lopez thì lại nói là chúng ta cứ nghĩ đến cái khái niệm dịch bệnh và virus và chúng ta nghĩ đến ai đi một người ai đâu đó trong vòng 5 năm tới đây sẽ có một người nào đó họ làm ra một cái AI mà cái AI này nó quá thông minh, AI này có thể là suy nghĩ được, có thể là đưa ra quyết định được, giống như là một con người vậy đó. Còn AI này là một cái phần mềm mà thôi, và phần mềm này sẽ tự sinh sôi nảy nở, sẽ tự chia đôi ra. Cho dù là cái người mà tạo ra phần mềm này á, cảm thấy được là phần mềm này nó quá nguy hiểm, thì cái người này sẽ xóa cái phần mềm đó ra. Nhưng mà cái người này sẽ không biết được là phần mềm này nó thông minh đến nỗi nó đã chia đôi ra, nó đã nhân ra nhiều phần rồi. Rồi sau đó nó sẽ lan tỏa về những cái máy móc khác. Lan tỏa với Internet Khiến cho phần mềm này nó như là một con vi khuẩn gì đó Nó sẽ dẫn đến là con người sẽ bị tiêu diệt Tại vì phần mềm này Nó sẽ tự có cách để mà phát triển thông minh hơn Thông minh hơn à, Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một sự kiện Ngày tận thế các bạn <laughs> Hy vọng là chúng ta không có ngày đó trong vòng 5 năm các bạn Rồi chúng ta cũng có một cái sự kiện Có thể nhiều bạn cũng đã thấy video trên mạng rồi Liên quan đến là những người biểu tình ở nước Pháp đó à, Họ đã vào tới Cái trụ sở của BlackRock rồi, Các bạn để thường cho các bạn xem video này trong lúc mà thường chia sẻ thì những người này là những người biểu tình ở Pháp nhưng mà tại sao họ lại đi vào trụ sở của BlackRock để biểu tình có phải là Blackrock đã làm phật lòng họ hay không thì cũng một phần mà thôi các bạn đây là một cuộc biểu tình theo thông hiểu đó đã xảy ra 11 ngày rồi ở Pháp và ngày hôm qua đó là ngày thứ 11 và họ đã vào tới trụ uh, sở Blackrock thì tại sao họ lại đi vào trụ sở của ngân hàng đầu tư Blackrock tại vì uh, họ nghĩ là cái vấn đề liên quan đến thay đổi tuổi của người về hưu ở nước Pháp đó. theo thường hiểu là nước Pháp trước đây thì nói là cái tuổi về hưu chính thức là 62 tuổi như là tới tuổi này thì các bạn sẽ nhận được phúc lợi xã hội, các bạn sẽ nhận được lương hưu đến từ chính phủ. Cái số tuổi đó sẽ đổi lên thành 64 cho nên nhiều người không đồng ý à, và đã đi biểu tình. Và họ nghĩ là một trong những cố vấn hay là một trong những người mà trục lợi từ sự kiện này à, đó chính là BlackRock cho nên họ đến trụ sở này để mà biểu tình và cuối cùng xông thẳng vào cái công ty BlackRock luôn các bạn ở Paris. Tôi chia sẻ cái video này với các bạn đó, và câu chuyện này nó cũng không hẳn là liên quan trực tiếp đến crypto đâu, nó chỉ liên quan một cái phần gián tiếp mà thôi chúng ta cũng đã biết là rất nhiều người à, gọi crypto nói chung đó là lừa đảo là à, mô hình kim tự tháp là Ponzi vân vân thật ra nếu nói riêng về BTC đó, thì à, hoàn toàn không phải các bạn à, nếu chúng ta nghĩ đến à, kim tự tháp hay là Ponzi hoạt động như thế nào đó, thì à, BTC hoàn toàn là không phải nhưng mà chúng ta lúc nào cũng gọi như vậy nhưng mà các bạn có biết là một trong những cái mô hình Ponzi những cái mô hình kim tự tháp lớn nhất thế giới là gì không đó chính là những cái quỹ lương hưu của chính phủ và thuận chỉ nói riêng chính phủ Hoa Kỳ thôi, thường không có sống như quốc gia khác nên cũng không có hiểu rõ được họ hoạt động như thế nào nhưng mà theo mình biết đó thì cũng tương tự thôi, nhất nhật cũng như vậy là chúng ta có những người đi làm, những người đi làm đó họ làm xong rồi họ đóng thuế, cái thuế đó họ nghĩ là họ đóng để sau này họ về hưu họ được lương hưu từ chính phủ nhưng mà thật ra cái thuế đó đóng để mà trả cho những người đã đóng thuế trước đó mà họ bây giờ đã già rồi, có nghĩa là cái từng lớp sau đóng cho từng lớp trước rồi sau này từng lớp sau nữa đóng cho từng lớp trước Tại vì sao vậy? Tại vì các bạn đã thấy là chính phủ khắp nơi thì nợ rất nhiều, lấy tiền đâu nữa. Cái quỹ lương hưu thì cũng không có bao nhiêu tiền hết các bạn. Cái số lượng người đi làm với cái số lượng người bị hưu đó có thể là bây giờ đã có sự chênh lịch rất lớn rồi. Nói chung đó thì đó là một cái mô hình gì người trước trả tiền cho người sau các bạn. <laughs> Hiểu đơn giản là như vậy. Và thật ra đó, cái mô hình uh, Social Security có nghĩa là đây là cái mô hình lương hưu từ chính phủ của Hoa Kỳ đó. Là một mô hình mà rất nhiều người chỉ trích cho bạn chúng ta đã thấy được cái sự việc là pháp muốn tăng mức tuổi về hưu cũng không phải là một cái sự kiện riêng về Pháp chúng ta thấy nhiều quốc gia cũng đã từng làm như vậy chúng ta có thấy được trên màn hình đó đây là cái danh sách của Hoa Kỳ và theo năm tháng đó Hoa Kỳ cũng đã tăng cái tuổi lên cái tuổi về hưu chính thức lên các bạn mới đầu ra là năm 1937 hay trước đó là 65 tuổi rồi chúng ta thấy được là lên 65 tuổi và hai tháng rồi 4 tháng 6 tháng 8 tháng rồi tới 66 tuổi và mãi cho tới bây giờ đó là 67 tuổi mới là cái tuổi gọi là về hưu chính thức các bạn nếu các bạn lấy lương hưu trước đó thì cũng được nhưng mà sẽ là một phần nhỏ hơn 67 tuổi là cái phần chính thức rồi các bạn chờ sẽ lấy được cái lương hưu con số lớn hơn là cái lương hưu trễ nhưng mà các bạn có biết ngoại trừ việc là thường dự chia sẻ với các bạn nhiều người xem đây là một cái ponzi tại vì người trước trả tiền cho người sau tại vì chính phủ cũng đâu còn tiền đâu nhưng mà ngoại chuyện đó ra các bạn có biết là hồi xưa đó năm 1937 thì cái mức tuổi về hưu chính thức là 65 nhưng mà các bạn có biết là dựa theo tài liệu đến từ trường hợp Berkeley chúng ta nói tới năm 1937 thì có hai cột đây là cái cột mà tuổi trung bình trước khi mà ra đời của người dân Hoa Kỳ một bên là cho đàn ông một bên là cho phụ nữ thì 1937 các bạn có biết Lúc đó đó, đàn ông trung bình ở Hoa Kỳ là qua đời vào tuổi 58 và phụ nữ ở Hoa Kỳ qua đời trung bình là tuổi 62.4. Nhưng mà tại sao mà cái mức về hưu chính thức lúc đó là 65 các bạn? Thì nhiều người cho là từ khi mà có cái lương hưu của Hoa Kỳ đó, cái chương trình này đó mới ban đầu đã không có ý định trả cho nhiều người. Tại vì họ đã để một cái mức tuổi mà phần lớn mọi người đó sẽ không có nhìn thấy được bất cứ đồng nào từ cái quỹ này. Đương nhiên theo thời gian đó thì cái mức tuổi trung bình của mọi người đã tăng lên. Năm nay đó thuận 39 tuổi. Nhiều bạn xem kênh này còn trẻ hơn nữa. Thì tới lúc mà thuận 67 tuổi là hai mươi mấy năm sau. hai mươi mấy năm sau thứ nhất chúng ta không biết được là cái mức tuổi này sẽ tăng tới mức nào. Thứ hai nữa là chúng ta không biết là còn bao nhiêu tiền trong cái quỹ lương hưu đó. Có thể là mọi người sẽ không nhận được bất cứ đồng nào ở tuổi như thuận đâu cho nên phần lớn nó tuổi trẻ bây giờ hầu như họ cũng hiểu cái sự nguy hiểm hồi xưa đó những cái từng lớp trước thì họ nghĩ là không cần thiết cứ việc đi làm đi làm đi làm à, rồi sau đó khi mà về hưu rồi thì chính phủ sẽ có tiền già và mọi người lãnh tiền già ra là sống được nhưng mà 20 30 năm sau chúng ta đâu biết được tình hình như thế nào bây giờ lớp trẻ đó hầu như đã hiểu hơn các bạn cần phải học đầu tư không thể dựa vào lương hưu từ chính phủ nữa mặc dù đó là tiền thuế chúng ta đóng vào cho nên chúng ta cũng không lấy gì làm lạ khi mà thời điểm bây giờ có rất nhiều bạn trẻ thích đầu tư à, tại vì họ muốn làm chủ tương lai của mình và đương nhiên một trong công cụ đó chính là BTC, chính là crypto Rồi kết thúc video này đó thì CZ của Binance muốn nhắc nhở chúng ta là thế giới có 56 triệu triệu phú Không nói tới tỷ phú các bạn, chỉ nói là triệu triệu phú mà thôi Nhưng mà trên thế giới này đã chỉ có 21 triệu BTC Nếu như mà tất cả những triệu phú muốn có một BTC thì cũng không thể được nhưng mà thường nên muốn nhắc nhở các bạn, những bạn nam trên thế giới này có 3.9 tỷ phụ nữ, nhưng mà chỉ có 21 triệu BDC mà thôi. Và có bạn nữ đó, nói là tại sao mà thường chưa nói tới bạn nam mà không nói tới bạn nữ, có bao nhiêu bạn nam trên thế giới này. Thật ra bạn nữ không cần phải suy nghĩ đến vấn đề đó, tại vì thường đó, là bạn nữ không cần phải phân tâm để mà săn đuổi bạn nam. Cho nên có rằng là những chị em phụ nữ đã có nhiều BDC rồi. <laughs> thôi vậy với các bạn mà thôi, hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ. Và trong video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn Nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này. Để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit. Coinex, OKX, Binance hay là một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi Không nên lưu trữ quá nhiêu tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn